Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 9 tháng 6 năm Quý Mão, ngày thứ ba lễ tang cố Hòa thượng Thích Giác Minh, đoàn viếng tang cho Hòa thượng Thích Ấn Chánh, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo thị xã La Ghi, trưởng ban nghi lễ Phật giáo tỉnh, cùng các phái đoàn của Ban trị sự Phật giáo các huyện thị thành trong và ngoài tỉnh. Các cơ quan ban ngành đoàn thể đạo tràng, quý Phật tử tiếp tục trở về chùa Thạch Long, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận kính viếng. Tại lễ tang, trước giác linh đài, Chư Tôn Đức đã niệm hương cầu nguyện giác linh có trưởng lão hòa thượng Cao Đăng Phật Quốc giảng sinh tịnh độ, đồng thời cửu nhiễu kim quang tiễn biệt một bậc chân tu khả kính. Tại đây, hòa thượng Thích Ấn Chánh đã ôn lại những kỷ niệm đẹp của giác linh cố hòa thượng, đã cùng nhau đồng hành trên con đường tu tập và trong các công tác hoạt động Phật sự của tỉnh nhà, khiến hòa thượng không khỏi bùi ngùi, xúc động. Đoàn ban tôn giáo Sở Nội vụ do ông Đỗ Thái Dương, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Thanh Minh, trưởng ban tôn giáo tỉnh phó đoàn, cùng đại diện cán bộ các ban ngành đoàn thể đi cùng. Cùng ngày, đoàn chính quyền huyện Hàm Tân do ông Trần Thế Vinh, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy làm trưởng đoàn, đoàn công an huyện Hàm Tân do thượng tá Trần Đức Quế, trưởng công an huyện làm trưởng đoàn, đoàn ban chỉ huy quân sự huyện do thượng tá Nguyễn Thế Cẩn làm trưởng đoàn. Cũng trong thời gian này, các đoàn viếng tang là Chư Tôn Đức các tỉnh thành, tự viện trong tỉnh, cũng như quý Phật tử đã đến thắp nén tâm hương gửi đến giác linh hòa thượng. Như bản tin 20 giờ đã cập nhật, cố hòa thượng Thích Giác Minh do niên cao lập trưởng đã thâu thần diên tịch vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 7 tháng 6 năm Quý Mão tại chùa Thạch Long, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, trụ thế 84 năm và 56 năm hạ lạp. Kim quang trưởng lão hòa thượng được tôn trí tại chùa Thạch Long. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 7 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2023, từ ngày 9 đến hết ngày 11 tháng 6 năm Quý Mão. Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 5 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 6 năm Quý Mão. Sau đó cung tống kim quang trưởng lão hòa thượng trà trì tại đài hỏa táng Hòa Lạc Viên, Sala Garden, Đồng Nai.